Đợt 1 lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ đông xuân 2023-2024, khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ bắt đầu từ 0 giờ ngày 23 tháng 1. Trước đó, các đoàn công tác của lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã đi kiểm tra tình hình thực tế, đôn đốc công tác chuẩn bị sẵn sàng tại các đơn vị, địa phương. Vụ đông xuân năm nay ấy, thì chúng tôi cũng đã phối hợp và rất chặt chẽ với Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ thì cũng đã chỉ đạo rất là rõ là bằng mọi cách ấy, thì năm nay phục vụ sản xuất nhưng mà vẫn phải đảm bảo nước cho phát điện và đặc biệt là trong mùa khô này. Và đến thời điểm này, đến ngày hôm nay là ngày thứ hai của xả nước thì chúng ta đã đạt được đến gần 60% diện tích. Chúng tôi sẽ cùng với các địa phương chỉ đạo để kết thúc đợt một này trước 2 ngày, tức là sẽ kết thúc đợt một vào ngày 28 và sẽ giảm được 2 ngày so với kế hoạch đề ra. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, EVN đã chỉ đạo các đơn vị liên quan vận hành tối đa công suất các tổ máy, thực hiện xả gia tăng các hồ thủy điện trước khoảng 2 đến 3 ngày. Dòng chảy được duy trì ở mức cao nên các công trình thủy lợi có điều kiện thuận lợi để lấy nước sớm hơn thời gian bắt đầu lịch lấy nước khoảng 20 giờ. Trong cái đợt 1 này thì các cái nhà máy thủy điện ở trên dòng sông Đà đã được huy động tối đa sớm trước 3 ngày so với cái ngày mà chúng ta định lấy nước, tức là bắt đầu từ ngày 23 chúng tôi phải chuẩn bị xả từ ngày 20 để đảm bảo được ngày 23 là cái mức nước đủ để cho các cái nơi lấy nước. Song song với đó thì tập đoàn cũng đã chỉ đạo Trung tâm Điều Quốc gia cùng với cả điều chỉnh các cái hồ thủy điện làm sao cho các cái nước giả gia cường nhưng đảm bảo tối ưu. Thứ hai nữa là chỉ đạo các giám đốc các công ty điện lực ở các tỉnh là phải trực tiếp chỉ đạo về cái việc đảm bảo cấp điện cho các cái trạm bơm nước, đảm bảo cho các trạm bơm trong cái đợt lấy nước này là điện liên tục. Theo Cục Thủy lợi, Hà Nam, Phú Thọ, Nam Định và Ninh Bình đã tổ chức lấy nước sớm. Các công trình thủy lợi đã được nâng cấp nên tiến độ lấy nước tương đối nhanh. Cục Thủy lợi đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị quản lý, khai thác, vận hành tối đa các phương tiện lấy nước để đưa nước lên ruộng, phấn đấu cơ bản hoàn thành kế hoạch lấy nước trong đợt 1, đồng thời tích trữ vào hệ thống kênh mương, các vùng trũng, ao hồ. Theo kế hoạch, đợt 2 lấy nước sẽ bắt đầu từ 0 giờ ngày 18 tháng 2 đến 24 giờ ngày 21 tháng 2 năm 2024. Thông tin cụ thể sẽ được kênh YouTube Điện lực Việt Nam EVN News cập nhật trong các video tiếp theo. Kính mời quý vị đăng ký kênh, nhấn chuông để không bỏ lỡ.